Sữa Similac Isomil Plus là sản phẩm dinh dưỡng đặc chế từ đạm đậu nành, không chứa lacto, được nhập khẩu nguyên lon từ thương hiệu Abbott Hoa Kỳ, được nghiên cứu và sản xuất phù hợp cho bé từ 1 tới 10 tuổi với những cái triệu chứng dị ứng đạm bò, mất dung nạp lacto. Vậy công dụng của sữa Similac Isomil Plus là gì và sữa có những đặc điểm nào nổi bật? Hãy cùng chuyên viên tư vấn dinh dưỡng HNH điểm qua nhé. Đầu tiên, với 100% là nguồn đạm đậu nành tinh chế và không chứa đường lacto, vì vậy sẽ phù hợp cho các bé dị ứng đạm bò, bất dung nạp loại đường trên, hỗ trợ cho các bé tiêu hóa và hấp thu tốt hơn, hiệu quả và an toàn. Thứ hai, giúp bé tăng trưởng tốt hơn với hỗn hợp chất béo được chứng minh là hỗ trợ hấp thu canxi, hỗ trợ cho xương và răng chắc khỏe. Ngoài ra, sữa Similac Isomil còn giàu năng lượng với hàm lượng protein, chất béo, chất xơ, vitamin và khoáng chất, hỗ trợ cho các bé phát triển toàn diện hơn, ăn ngon, ngủ khỏe và tăng cân ổn định hơn. Giúp cho bé tăng cường sức đề kháng với hàm lượng các chất nucleotide, nhóm vitamin B, sắt và kẽm, hỗ trợ cho bé phát triển, hấp thu và tăng sinh tế bào miễn dịch tốt hơn. Nhờ có nguồn chất béo DHA, ARA, omega 3, 6, taurin và choline sẽ hỗ trợ cho bé phát triển toàn diện về trí não, khả năng quan sát và cải thiện trí nhớ tốt hơn. Ngoài ra, trong sữa còn chứa hàm lượng chất xơ hòa tan FOD là một nguồn thức ăn cho vi khuẩn có lợi, cải thiện đường ruột cho các bé và hỗ trợ cho các bé tiêu hóa một cách tốt hơn. Đặc biệt, sữa Similac Isomil Plus có mùi vị thơm, ngon, dễ uống hơn so với các loại sữa đạm bò, thủy phân một phần hoặc là toàn phần. Đối tượng sử dụng sữa Similac Isomil Plus dành cho bé từ 1 tới 10 tuổi, trẻ bị dị ứng đạm bò hoặc sữa công thức thông thường, trẻ có dấu hiệu bất thường về tiêu hóa như đầy hơi, tiêu chảy, quấy khóc do kém dung nạp đường lacto. Về hướng dẫn sử dụng và cách bảo quản, pha 4 muỗng gạt ngang cộng với lại 240ml nước ấm từ 40 đến 50 độ C, khuấy đều cho đến khi tan bột và cho bé bổ sung. Tốt nhất là nên cho bé uống hết trong vòng 1 giờ. Lon sữa sau khi đã khui cần được đậy nắp kín và bảo quản ở nhiệt độ phòng, tránh những nơi có ánh nắng trực tiếp chiếu vào, những nơi có nhiệt độ cao ẩm mốc và nên dùng lon sữa trong vòng 3 tuần. Follow kênh để cập nhật sản phẩm và kiến thức dinh dưỡng các bạn nhé!